Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Xem ngày tốt xấu tháng 1 âm lịch năm 2023 để khởi sự như ý, may mắn cả năm. Cùng lịch ngày tốt, xem ngày tốt xấu trong tháng 1 âm lịch năm 2023 sẽ giúp cho bạn chọn ra được những ngày phù hợp với công việc, từ đó giúp mọi việc tiến triển thuận lợi, gặt hái được thành công như ý. Xem ngày tốt xấu trước khi bắt đầu những công việc quan trọng trong gia đình như là cưới hỏi, khai trương, mua nhà, mua xe đã trở thành tục lệ của cha ông ta từ xưa đến nay. Xem ngày cũng sẽ giúp cho ta cảm thấy yên tâm hơn, đồng thời cũng giúp cho công việc được tiến hành suôn sẻ hơn phần nào. Hãy cùng lịch ngày tốt tham khảo lịch vạn niên và phương pháp xem ngày tốt xấu tháng 1 âm lịch năm 2023 dựa vào dịch học, cụ thể ngay sau đây. Xem ngày tốt xấu tháng 1 âm lịch năm 2023. Kiến Giáp Dần, sao Tâm, tháng Thiếu. Sao Tâm, hùng tú. Sao Tâm, xấu lắm, chớ xem thường. Việc việc dặn lòng, hãy thủy chung. Ăn hỏi cười xin, đều bất lợi. Kinh doanh thua lỗ, kiện nhau hăng. Theo lịch vạn niên, tháng 1 âm lịch năm 2023 là tháng Thiếu. Thời gian sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023 dương lịch và kết thúc vào ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Tiếp ngay sau đây, Linh Ngày Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo bảng tra ngày tốt xấu tháng 1 năm 2023 âm lịch theo kinh dịch, cụ thể như sau. Dựa vào bảng tra xem ngày tốt xấu tháng 1 âm này, quý anh chị có thể nhận thấy rõ có 4 ngày tốt tương ứng với 4 ngày có màu đỏ. Với ngày này thì quý anh chị có thể thực hiện tham khảo tiến hành các công việc đúng như dự định. Còn với những ngày có màu xanh, đây là ngày được cho là bình thường, không quá xấu cũng không quá tốt. Quý anh chị có thể lựa chọn những công việc phù hợp để tiến hành trong ngày này. Tuy nhiên, với những ngày có màu đen, đây được cho là ngày xấu, bản mệnh nên chú ý xem xét thật kỹ lưỡng trước khi tiến hành công việc nếu muốn công việc được thuận lợi như mong đợi. Tiếp ngay sau đây, Linh Ngày Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch năm 2023, cụ thể. Tháng 1 âm lịch hay còn gọi là tháng riêng, tháng này thì chưa thích hợp để làm những công việc trọng đại. Trong tháng đầu tiên của năm mới Quý Mão này, chỉ có 4 ngày tốt, 12 ngày xấu, còn lại là những ngày bình thường. Vì vậy, trước khi mưu đại sự, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ càng. Sau đây là những thông tin cơ bản nhất cho những ngày tốt trong tháng 1 âm lịch năm 2023, cụ thể như sau. Ngày 25 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày 4 tháng 1 âm lịch. Ngày Quý Mùi, ngày Hoàng Đạo, tuổi hợp trong ngày là tuổi Ngọ, tuổi Mão hay tuổi Hợi. Tuổi xung ngày là Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Giờ hoàng đạo trong ngày đó là các giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 30 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày 9 tháng 1 âm lịch. Ngày Mậu Tý, ngày Hoàng Đạo. Tuổi hợp trong ngày là tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân. Tuổi xung ngày là tuổi Bính Ngọ và Giáp Ngọ. Giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Ngày 6 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 16 tháng 1 âm lịch, ngày Ất Mùi. Tuổi hợp trong ngày là tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi. Tuổi xung ngày là tuổi Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão và Tân Dậu. Giờ hoàng đạo trong ngày là các giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày 15 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 25 tháng 1 âm lịch, ngày Giáp Thìn. Tuổi hợp trong ngày là tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Tuổi xung ngày là tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất và Canh Thìn. Giờ hoàng đạo trong ngày là các giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ.
Trên đây là 4 ngày tốt trong tháng 1 âm lịch năm 2023. Tiếp ngay sau đây, Linh Ngày Tốt mời quý anh chị và các bạn tham khảo danh sách các ngày xấu trong tháng 1 âm lịch năm 2023 cụ thể như sau. Ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương được cho là ngày rất xấu, không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng như khởi sự, khai trương, xuất hành, cưới hỏi hay động thổ. Trong tháng 1 âm lịch này có 6 ngày Tam Lương, cụ thể đó là các ngày. Ngày 24 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Ngọ. Ngày 28 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 7 tháng 1 âm lịch, ngày Bình Tuất. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Thìn. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 18 tháng 1 âm lịch, ngày Đình Dậu. Ngày 12 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 22 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Sửu. Và ngày 17 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 27 tháng 1 âm lịch, ngày Bình Ngọ. Ngoài ra dễ nhận thấy, trong 6 ngày Tam Lương này có một ngày vừa là ngày Tam Lương, vừa là ngày không vong. Cụ thể, đó là ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 18 tháng 1 âm lịch, ngày Đình Dậu. Ngày này được cho là rất xấu, gia chủ nên chọn lưu ý tránh mưu sự việc trọng đại, kẻo sẽ không được như ý. Ngày không vong. Ngày không vong theo như quan niệm xưa truyền lại thì đây được cho là ngày cực kỳ xấu, chăm sự đều kỵ, tuyệt đối không được xuất hành đi xa, đặc biệt là với những công việc liên quan đến tiền bạc, giành lợi như là ký kết hợp đồng, nhập học, nhận chức, khai trương mở cửa hàng, xuất hành cầu tài, xây dựng nhà cửa hay kết hôn. Vì nếu tiến hành phạm phải những ngày không vong này, thành quả thường có nguy cơ tan thành mây khói, vất vả lao lực mà không có công lao, cũng không đắc sở nguyện, gia đạo cũng dễ chia rẽ. Trong tháng 1 âm lịch này có 4 ngày không vong, cụ thể đó là các ngày 27 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch, ngày Ất Dậu. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 12 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Mão. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 18 tháng 1 âm lịch, ngày Đình Dậu. Ngày 14 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 24 tháng 1 âm lịch, ngày Quý Mão. Ngày sát chủ. Ngày sát chủ được cho là một ngày xấu theo quan niệm dân gian. Ngày này nên tránh làm các việc trọng đại. Nếu chẳng may lựa chọn đúng ngày này để làm những việc lớn thì chẳng những quá trình thực hiện gặp phải nhiều cản trở mà người đứng đầu thực hiện công việc cũng có thể gặp phải tai họa. Trong tháng 1 âm lịch này sẽ có 3 ngày sát chủ, đó là các ngày 23 tháng 1 năm 2023 dương lịch, tức ngày mùng 2 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Tỵ. Ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 14 tháng 1 âm lịch, ngày Quý Tỵ. Ngày 16 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 26 tháng 1 âm lịch, ngày Ất Tỵ. Trên đây, Linh Ngày Tốt vừa giúp quý anh chị và các bạn tham khảo nội dung xem ngày tốt xấu, xem ngày đẹp trong tháng 1 âm lịch năm 2023, chi tiết đến từng ngày. Ngoài ra, để được xem ngày tốt xấu cho từng việc cụ thể, quý anh chị và các bạn có thể truy cập vào website linhngaytot.com để tra cứu và xem dẫn giải chi tiết. Hy vọng qua đây, quý anh chị có thể tìm kiếm được những thông tin hữu ích cho bản thân. Từ đó, mỗi người có thể tự xem được ngày tốt xấu, tự tính toán sắp xếp công việc sao cho phù hợp và đạt được hiệu quả tốt nhất. Lịch sẽ tiếp tục cập nhật nội dung xem ngày tốt xấu cho các tháng âm lịch tiếp theo trong năm 2023 này. Mời quý anh chị và các bạn cùng đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ. Linh Ngày Tốt chúc quý anh chị và các bạn có một tháng mới, một năm mới, cát lành, bình an, may mắn dồi dào, phú quý ngập tràn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.